điểm. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn sinh viên thân mến, chắc hẳn qua clip vừa rồi thì chúng ta đã cảm nhận được niềm đam mê đối với ca hát của các bạn sinh viên điện lực. Có thể nói rằng giọng ca vàng từ lâu đã trở thành một sân chơi bổ ích và rất lý thú dành cho các bạn trẻ đam mê ca hát và muốn thể hiện mình trên một sân khấu chuyên nghiệp hơn. Và đó cũng chính là sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc thi giọng ca vàng trong những năm tiếp theo. Vâng, và thay mặt những người làm tổ chức chương trình, cho phép tôi xin được gửi lời chúc tới tất cả các bạn thí sinh. Chúc cho 12 thí sinh sẽ có được sự tự tin, sự bình tĩnh và thể hiện tốt nhất trên sân khấu trong đêm chung kết giọng ca vàng EPU 2013 ngày hôm nay. Và đêm chung kết ngày hôm nay của chúng ta sẽ được chia thành hai phần, sẽ gồm hai phần thi. Phần thi thứ nhất đó chính là phần thi nhạc truyền thống và phần thi thứ hai đó chính là phần thi nhạc trẻ. Một phần cũng rất thú vị mà các bạn thí sinh cũng nên lưu ý, đó chính là cơ cấu giải thưởng của cuộc thi giọng ca vàng năm 2013. Vâng, cơ cấu giải thưởng của giọng ca vàng năm nay sẽ gồm một giải giọng ca vàng trị giá 2 triệu đồng cùng hoa, cờ lưu niệm và một khóa học TOEIC miễn phí tại trung tâm Anh ngữ Edison trị giá 3 triệu đồng. Thứ hai đó là một giải giọng ca được khán giả yêu thích nhất, giải phần thưởng trị giá 1,5 triệu với hoa và cờ lưu niệm, cùng với đó là một khóa học TOEIC miễn phí tại trung tâm Anh ngữ Edison trị giá 3 triệu đồng. Và cùng với đó là một giải giọng ca triển vọng trị giá 1 triệu đồng cùng hoa và cờ lưu niệm và một khóa học TOEIC miễn phí tại trung tâm Edison cũng trị giá 3 triệu đồng. Và chúng tôi cũng xin lưu ý các bạn sinh viên, các bạn khán giả, ngày hôm nay các bạn cổ vũ cho thí sinh nào, hãy thể hiện niềm yêu thích của bạn đối với thí sinh đó bằng cách bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Hãy soạn tin nhắn GCV EPU dấu cách, số báo danh của thí sinh mà các bạn yêu thích và gửi đến số điện thoại 0915228339. Vâng, anh Phương xin được nhắc lại một lần nữa cách thức bình chọn cho tất cả các bạn thí sinh mà các bạn yêu thích trong đêm ngày hôm nay. Các bạn hãy soạn tin theo phương pháp GCV EPU cách, số báo danh của thí sinh mà các bạn yêu thích và gửi về số điện thoại 0915228339. Anh Phương xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại tổng đài bình chọn ngày hôm nay 0915228339. Vâng, mà không để quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần thi đầu tiên, đó là phần thi nhạc truyền thống. Và các bạn khán giả hãy dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón thí sinh đầu tiên của chúng ta. Thí sinh Vũ Quang Dũng, số báo danh 06, đến từ D5 công nghệ tự động. Anh sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Bài ca Hà Nội.